Cách gỡ bỏ hạn chế trên Messenger. Ok, mình bấm vào Messenger. Rồi, tiếp theo mình bấm vào cài đặt. Các bạn tìm dòng quyền riêng tư và an toàn. Rồi, tiếp theo kéo xuống, bấm vào dòng tài khoản đã hạn chế. Ok, thì ở đây mình đã thấy một cái Facebook mà trước kia mình đã hạn chế các bạn này để mình tránh sự làm phiền của bạn này đối với mình. Bạn này tạm thời là chưa thể nhắn tin được cho mình. Và bây giờ mình muốn gỡ bỏ hạn chế đối với bạn này đi. Rất đơn giản thôi, mình bấm vào và mình bấm nút bỏ hạn chế. Đó. Ok, từ bây giờ bạn này có thể kết bạn và nhắn tin cho mình thoải mái. Các bạn nhé, đấy là cách bỏ hạn chế trên Messenger. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.